chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết luyện nghe tiếng anh nhưng mà cuối cùng phải đảm bảo được là nghe nói lưu loát luyện nghe không có nghĩa là mình chỉ có thể nghe được và không nói được mục đích của luyện nghe có nghĩa là mình nghe cái gì mình nghe ra được cái đó mình hiểu được cái đó tuy nhiên mình nghe mình hiểu rồi mình cũng phải nói lại được thì luyện nghe hay là luyện nói hay là bất kỳ thứ gì cũng đều là mục đích của tiếng anh cả các bạn đôi khi mình phân biệt mình chia ra rất nhiều kỹ năng khác nhau nghe nói đọc viết tuy nhiên đó nghe nói là hai cái đi liền nhau có nghĩa là nếu các bạn không nghe được thì không có cách gì mình nói lại được nếu mình nói mà không nghe được thì cũng không có làm sao mà có thể giao tiếp được với người ta đúng không các bạn mà đừng có nói với tôi là mình nói được mà nghe không được bởi vì mình học sai mới sinh ra cái điều đó khi mình nói được là đã nghe được rồi các bạn và khi mình nghe được nghe mà hiểu ra được thì ắt hẳn là mình nói được còn nếu như bạn bị lép một bên có nghĩa là bạn nghe được hoặc là nói được thôi thì lúc đó đó bạn đang cố gắng một bên thôi chứ thật sự cũng chưa nhuần nhuyễn cái kỹ năng mà bạn tin là bạn được nữa cho nên á là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tôi sẽ bật mí cho các bạn một cái bí quyết gồm năm bước mà tại đó đó các bạn luyện nghe được Muốn nghe gì thì nghe được cái đó Và rốt cuộc thì khi các bạn có thể nghe được Thì các bạn cũng có thể giao tiếp được tiếng Anh lưu loát các bạn Trước khi đi vào chi tiết Tôi muốn các bạn nghe một đoạn cực kỳ ngắn sau đây Các bạn chú ý lắng nghe nha Look, I don't know where you are right now with your life But I can tell you for myself There's been certain times in my life where Things just weren't going my way I don't know, maybe something's not going the right way To the point that you start questioning your abilities các bạn có nghe được từ nào trong cái đoạn mà anh patrick này mới vừa nói không các bạn cái anh này có một cái tốc độ nói cực kỳ nhanh mà anh này chuyên môn nói về entrepreneurship mà tôi theo dõi mỗi ngày như vậy thì với cái đoạn anh patrick vừa nói ảnh dùng tất cả những cái từ cơ bản mà hầu như mình đã biết rồi bây giờ các bạn nghe lại một lần nữa nha các bạn Look, I don't know where you are right now with your life, but I can tell you for myself there's been certain times in my life where things just weren't going my way. I don't know, maybe something's not going the right way to the point that you start questioning your abilities, maybe you're not good enough, maybe you're making a lot of mistakes, maybe it's just all your fault. Đấy các bạn, bây giờ nghe lần thứ hai rồi, các bạn nghe được bao nhiêu từ? Có cải thiện hơn so với lần trước hay không? Bây giờ tôi sẽ bật mí cho các bạn những cái từ mà ảnh dùng trong cái đoạn nói ngắn này. Thử xem xem các bạn biết được bao nhiêu từ trong đây nha các bạn. Đây là cái lượng từ vựng mà ảnh nói trong 2-3 câu vừa rồi. Chỉ có 2-3 câu thôi đó các bạn. Các bạn biết từ no không? No là động từ là mình biết cái gì đó gọi là no something. Don't có nghĩa là không biết. Where là ở đâu? Now, right, life. Tell certain có khi cái từ certain này mình không biết giống như là certain á, nó là tính từ nó có nghĩa là nhất định giống như là một khoảng thời gian nhất định nào đó thì cái chữ certain nó mang nghĩa là nhất định một lúc nào đó mà xác định được hay là chữ time các bạn biết không hay là just biết không các bạn were là quá khứ của động từ to be weren't là were not có nghĩa là phủ định của quá khứ của động từ to be think biết không Going, biết luôn, way, rành luôn, right, à, là đúng, bên phải, something, point, point là gì các bạn? Là điểm, một điểm nào đó hay là cái điểm khi mình đi học mình được chấm nữa chẳng hạn Question, là gì? Là câu hỏi Start, là bắt đầu, ability, là khả năng Mistake, là cái lỗi, lỗi lầm, mắc lỗi Fault là cái lỗi luôn các bạn. Nó đồng nghĩa với mistake nha. Make là gây ra cái gì đó hay là làm cái gì đó. Maybe là có lẽ. Enough là đủ rồi. Good là tốt. Như vậy thì các bạn xem đây, trong tất cả các từ này có từ nào các bạn không biết không? Gần như từ nào các bạn cũng biết. Có khi cái từ này là mới một chút. À, nhưng mà đó trong hàng đóng từ ở đây gần 30 từ các bạn chỉ không biết có một từ thôi Thế tại sao mình không nghe được cái đoạn lúc nãy các bạn Tại sao lại như thế Vậy thì bây giờ nè các bạn biết hết các từ này rồi các từ này không phải là tôi mới vừa nói các bạn mới biết đúng không? Các bạn đã biết trước rồi bây giờ tôi mở nó ra các bạn cũng thấy luôn rồi Bây giờ mình quay trở lại thử xem xem các bạn nghe một lần nữa có được không các bạn nha Look, I don't know where you are right now with your life, but I can tell you for myself. There's been certain times in my life where things just weren't going my way. I don't know. Maybe something's not going the right way. To the point that you start questioning your abilities. Maybe you're not good enough. Maybe you're making a lot of mistakes. Maybe it's just all your fault. Có thể các bạn sẽ nghe được cái cụm từ là I don't know mà I don't know gì đó thì mình may tại vì cái chữ maybe anh lặp lại 3, 4 lần trong cái đoạn nói ngắn đó. À, như vậy thì những chữ còn lại nằm đâu sau lần thứ ba rồi các bạn có cảm thấy nghe được không thì đó là như thế đó các bạn có nghĩa là hồi trước đến giờ đó người ta nói đến cái kỹ năng luyện nghe nhưng mà sau khi tôi đã học cả đời rồi tôi research rất là nhiều nơi khác nhau thậm chí trước khi làm cái video này tôi cũng xem qua rất là nhiều người làm về cái kỹ năng luyện nghe nhưng mà các bạn chủ yếu đó trong cái phần kỹ năng luyện nghe người ta lại dạy cho mình phát âm có nghĩa là nhiều người thì trong cái phần mà người ta dạy cái gọi là kỹ năng luyện nghe người ta lại dạy cho mình cách phát âm từ và cách nối từ và người ta gọi đó là kỹ năng luyện nghe đâu phải các bạn đó là phát âm đúng không đó là phát âm mà mình cứ nghĩ đó là luyện nghe tại vì người ta nói người ta đang dạy luyện nghe thế là mình nói là mình đang học luyện nghe có bạn nói với tôi là tại sao không dạy luyện nghe trước nghe mà không được làm sao nói nhưng mà không phải các bạn cái mà các bạn đang học ở trên mạng đó hay là cái mà các bạn cũng đang học ở trường đó nó không phải là luyện nghe nó là người ta dạy các bạn phát âm và người ta chỉ cho các bạn âm đầu âm giữa âm cuối của một từ ra làm sao và cách nối âm ra làm sao xong sau đó người ta bấm băng bấm máy cho mình nghe xong cái mình cảm thấy à người ta nối âm như thế thì đó là phát âm mà các bạn, đó là phát âm. Chính vì thế hôm nay tôi ngồi ở đây cùng với các bạn chia sẻ cho các bạn hai thứ, một là bí quyết luyện nghe, thứ hai là nội dung luyện nghe. Bí quyết luyện nghe nó bao gồm cái gì mình sẽ vào chi tiết xem các bạn. Bí quyết luyện nghe của tôi nó bao gồm 5 bước 1 2 3 4 5. Bước đầu tiên là học từ mang thông tin học cái từ mang thông tin. Như vậy thì cái bí quyết đầu tiên của luyện nghe đó các bạn là gì? Là học. Học cái từ mang thông tin nha các bạn. Vậy cái gốc của luyện nghe đó các bạn là học. Cái gốc của luyện nghe là học các bạn, có nghĩa là mình học trước chứ không phải là luyện trước. Bởi vì trong một các bạn thấy là trong một cái bài nói hồi nãy đó khoảng chừng 30 từ mà từ nào các bạn cũng không biết hết không biết là làm sao có nghĩa là cho dù mình nhìn trên mặt chữ đó ai đó viết cái từ đó ra thì mình nhận thấy được nhưng mà nghe thì mình nghe không ra có nghĩa là đó mình tại sao mình nghe không ra tại vì mình phát âm không đúng các bạn mình phát âm không đúng và cái từ đó đó nhìn mặt chữ thì mình mới nhớ nhưng mà nghe thì đôi khi mình cũng không biết đó là gì luôn có nghĩa là cái mức độ nhớ của mình nó nằm ở mức rất cơ bản cơ bản là sao nhìn mặt chữ mới nhớ còn nghe mà nhớ ra được đó là một cấp độ nhớ khác cao hơn nhiều các bạn giống như là ai đó nói cho bạn nghe một cái từ cái bạn nghe mãi không ra cái bạn nói thôi. đâu bạn biết bạn viết ra giấy thử xem à viết ra giấy xong các bạn à từ này biết rồi nhưng mà nghe thì không biết đúng không như vậy thì cấp độ nghe mà nhớ ra từ đó nó cao hơn nhiều so với cái việc nhìn trên mặt chữ như vậy thì thường ngày chúng ta chỉ học đến cái độ mà nhìn mặt chữ thì mới biết chứ còn á, nghe để mà nhận ra thì chưa đến cấp độ đó đâu cho nên á, là mình học chưa có đủ các bạn đó là lý do mình học chưa đủ chứ không phải là nghe không ra ví dụ như tôi hỏi các bạn là How are you today các bạn trả lời được không được đúng không các bạn bật ngay liền I'm fine thank you and you tôi hỏi các bạn là Where are you from các bạn có thể là trả lời I'm from Vietnam I'm from the United States à, trả lời được ngay tại vì sao tại vì câu này nó có trong đầu rồi Câu từ nào có trong đầu thì các bạn sẽ nghe được, hiểu được ngay Còn cái gì mà nó chưa có đó Chưa có ở mức độ nghe mà hiểu được đó Thì các bạn sẽ không được Nếu mà nhìn vào giấy thì có thể là các bạn hiểu được ngay và trả lời ngay Nhưng nghe thì các bạn không nhớ ra được Có nghĩa là cái cấp độ đấy các bạn chưa có đạt được Đó là cấp độ nhớ chứ không phải là cấp độ nghe các bạn à, Ví dụ như tôi hỏi How old are you? Các bạn biết tôi đang hỏi gì không? Hỏi tuổi đúng không? Thì các bạn lập tức trả lời liền I'm 30 years old, I'm 20 years old, I'm 40 years old à, Hay là tôi hỏi một cái tổ hợp, một cái tổ hợp rất dài bao gồm mấy câu đó Hey, good morning, how are you today? Please tell me where you're from and how old are you? Như vậy thì các bạn nghe có nhận ra không? Nhận đúng không? Tại sao vậy? là tại vì đó, cái câu how are you hay how old are you, where are you from các bạn có trong đầu rồi, chỉ cần nghe cái dạng dạng đó là các bạn biết người ta hỏi mình cái ý gì rồi. À, như vậy thì đó các bạn cũng biết cách để luyện nghe rồi đấy, các bạn biết cách để nghe rồi đấy nhưng mà chưa nhận ra phương pháp. Vậy thì cái đầu tiên là học từ mang thông tin các bạn học từ mang thông tin thì nó bao gồm cái gì một là danh từ hai là động từ chính ba là tính từ bốn là trạng từ và cái thứ năm là phủ định tại vì phủ định nó quan trọng lắm người ta nói một câu khẳng định thì mình biết à đó là có nhưng người ta nói phủ định có nghĩa là không có thì mình phải biết được chứ đúng không như vậy thì trong câu danh từ động từ chính tính từ trạng từ ví dụ như là i've been waiting for two hours câu trên nè các bạn câu trên nè đây nè đây là động từ đúng không wait là chờ đợi hours là giờ đúng không các bạn giờ thì bên đây có lẽ là bạn phải biết thêm cái từ to nữa one two three bạn phải biết con số nữa thì trong câu này nè các bạn cần học là wait hay là hours hay là to ha? là rút từ ra để mình học là như thế có nghĩa là tất cả các từ mang thông tin này mình phải học trước học là học làm sao hoặc là đến khi người ta nói cái từ wait là mình biết ngay ngay lập tức trong vòng 1 2 giây là mình biết nó có nghĩa là đợi chờ nha các bạn hay là hours là giờ, giờ giấc nói về thời gian hay là câu dưới I don't know for sure. I don't know for sure. Tôi không biết chắc lắm. I don't know. Cái từ know này, động từ know là biết. No, no I don't know à, hay là chữ don't là phủ định đúng không vậy thì trong câu này các bạn đâu cần học chữ for các bạn chỉ cần học động từ chính là no và sure là tính từ rồi yeah. biết hết tất cả những cái này tuy nhiên những cái còn lại lát nữa tôi sẽ nói sau what happened to you động từ happened là xảy ra mình học động từ là một trong những loại từ chính hay là bên dưới này but i'm so worried about you cái worried là tính từ nha các bạn học tính từ bên cạnh đây có một từ nữa là trạng từ là so cũng học luôn nha so tôi quên highlight nó lên nhưng mà các bạn thấy là biết đó là trạng từ là từ mang thông tin là từ mình cần phải học nha các bạn như vậy thì các bạn có một cái tài liệu bất kỳ hay là một bài học bất kỳ cho dù nó là bài đàm thoại hay cho dù nó là một câu thì các bạn biết cái đầu tiên mình cần học là từ mang thông tin, từ mang thông tin học cho đến độ người ta nói ra là mình nghe được, chứ còn nếu như nhìn vào mặt chữ mới hiểu được, có nghĩa là cái cấp độ quá cơ bản. Cấp độ đó là cấp độ của học sinh đi trả bài. Còn cấp độ dùng ngoài đời là người ta nói cái từ đó mình phải nghe ra được nha các bạn. Bí quyết thứ hai đó là rút và học cấu trúc rút và học cấu trúc cấu trúc là gì và rút ra làm sao đây nè các bạn cấu trúc là cấu trúc bắt đầu câu có nghĩa là khi mình nói một câu thì cái cấu trúc đấy thường nằm ở đầu câu rồi mình mới diễn đạt cái ý của mình sau đó à, hay thứ hai đó là cái cấu trúc để diễn đạt một cái ý hoàn chỉnh ý hoàn chỉnh là sao mình muốn nói là tôi bị mắc mưa thì cái bị mắc mưa là cái ý hoàn chỉnh Yeah. ví dụ ý hoàn chỉnh của mắt mưa là get caught in the rain đó là nguyên cả một ý hoàn chỉnh chứ không phải là mình học từ đơn lẻ có nghĩa là khi nhìn thấy một câu mình rút cái cấu trúc ra thì cái cấu trúc đấy là gì thì mình học nguyên cái cấu trúc đấy nha yeah. cấu trúc bắt đầu câu ví dụ như là it would be good if you could it would be good if you could tell me something Ví dụ như vậy đó các bạn, it would be good if you could chấm 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 thì cái đó là cấu trúc bắt đầu câu để nói là uh, sẽ thật là tốt nếu bạn có thể giúp tôi cái này, bạn có thể nói cho tôi cái kia, bạn có thể dẫn tôi đi siêu thị vân vân thì cái cấu trúc bắt đầu câu đấy là một cái cấu trúc giống như vậy đó các bạn. Còn cái cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh là những cái như là get caught in the rain hay là get stuck in traffic, bị kẹt xe chẳng hạn. Cái thứ ba là khai triển cấu trúc. Khai triển cấu trúc là làm sao? Có nghĩa là khi mình biết cái cấu trúc rồi, mình thấy một cái ví dụ mẫu rồi, bây giờ đó từ cái đó mình bắt đầu á suy nghĩ, phát triển thêm nhiều câu khác nhau, nhiều ngữ cảnh khác nhau, ứng dụng cái cấu trúc đấy cho đến khi đó nhìn cái cấu trúc, thấy được cấu trúc hay thậm chí khi thấy được tình huống là lập tức mình có thể dùng đúng cái cấu trúc, diễn đạt cái ý đó ra. À, thì cái đó là cái thứ hai là rút ra và học cấu trúc ví dụ như thế này các bạn ví dụ như là have been doing something hồi nãy tôi nói là i have been waiting for you for two hours đúng không vậy thì cấu trúc là gì have been doing something cái cấu trúc này là cái cấu trúc diễn đạt là làm cái gì đó làm cái gì đó bao lâu rồi có nghĩa là khi ai đó dùng cái cấu trúc này thì ắt hẳn người ta phải diễn đạt là làm cái gì đó bao lâu rồi nguyên cái cấu trúc nó có nghĩa như vậy đó các bạn chứ không phải là nguyên cái cấu trúc này mình phải học từng từ một mà là nguyên cái cấu trúc nó có nghĩa như thế mục đích sau này để làm gì các bạn là để ai đó dùng cái cấu trúc đó lập tức mình hiểu cái nghĩa như vậy rồi thì mình không cần nghe từng từ trong cấu trúc nữa Mục đích của rút cấu trúc ra là để làm như thế đó các bạn Hay là cấu trúc wait for someone Hay là time là thời gian Hay là for some time For two hours tới các bạn Wait for somebody For someone Là chờ ai đó Ví dụ mình muốn nói mình chờ ai đó thì phải là wait for someone Wait for you, wait for me, wait for him, wait for her yeah. Thì như vậy đó mới là cái cấu trúc diễn đạt một cái ý hoàn chỉnh Là sao? là chờ ai đó thì nói làm sao là wait for somebody đúng không các bạn nếu như các bạn ngồi dịch chờ là wait nè rồi ai đó là các bạn nói là hu hay là gì đó thì chết rồi hay là wait him mất chữ for luôn thì nó không còn đúng cấu trúc nữa các bạn tại lúc đó các bạn dịch từng từ tại vì các bạn không có cấu trúc này hay là người ta dùng cái cấu trúc này các bạn cứ lắng nghe từng từ một mà lúc đó chỉ cần lắng nghe đúng thứ cần nghe là các bạn nghe được rồi thì các bạn biết như vậy đó mới là biết bí quyết luyện nghe các bạn hay là cấu trúc này happen to someone cái gì đó xảy ra với ai xảy ra với ai thì là happen to someone be worried about something là lo lắng về cái gì đó I'm very worried about you very worried about it about that about you about him about her đó là lo lắng về ai đó thì đây là nguyên một cấu trúc cho nên là các bạn đừng hỏi là tính từ worry thì giới từ là gì? Không, các bạn học nguyên cấu trúc này rồi, không cần hỏi giới từ nữa, không cần hỏi ngữ pháp nữa. Ngữ pháp là đây nè các bạn, ngữ pháp là tất cả những cái bao gồm trong đây nè. Chứ không phải ngữ pháp là thứ riêng lẻ trong tiếng Việt các bạn thấy không? Các bạn nói nhiều câu khác nhau, có bao giờ các bạn hỏi ngữ pháp là gì đâu. Tại vì ngữ pháp là những câu từ các bạn đang diễn đạt đó. Khi các bạn nói ra đúng cái câu đấy, thì nó là đúng ngữ pháp rồi mà các bạn đâu quan tâm ngữ pháp nó là gì còn cái việc phân tích ngữ pháp là dành cho thầy cô giáo dành cho nhà ngôn ngữ học các bạn mình không cần phân tích tôi đố các bạn câu hỏi tu từ là gì nhiều người không biết nha nhiều người lớn thì còn nhớ các bạn trẻ bây giờ không biết tu từ là gì luôn có nghĩa là khi hỏi đến câu hỏi tu từ là gì đó là một cái điểm ngữ pháp trong tiếng việt mà mình còn không biết nữa thì làm sao có nghĩa là trong ngữ pháp tiếng việt mình quên hết rồi không nhớ gì cả thì tới tiếng anh bắt đầu đòi ngữ pháp không à cái đó là sai rồi ngữ pháp là những thứ này nè ngữ pháp là những cấu trúc đúng mình dùng à, cấu trúc bắt đầu câu cấu trúc giữa câu cái cách ghép nối của từ vựng vào cấu trúc như thế nào danh từ ghép ở đâu động từ ghép ở đâu tính từ trạng từ ghép làm sao đó là ngữ pháp đó còn cái việc phân tích ngữ pháp mà người ta đem ra người ta dạy mình ở trường đó, đó là ngữ pháp dành cho thầy cô giáo, đó là ngữ pháp dành cho nhà ngôn ngữ học, còn ngữ pháp dành cho mình là cái này nè các bạn nha. Yeah. Rồi, get caught in the rain là bị mắc mưa. Tôi hay hỏi là ồ, bạn nói bạn giỏi tiếng Anh đúng không? Vậy bị mắc mưa nói như sao? Ờ, uh, nghĩ hoài không nói được. Là làm sao bạn chưa từng có cái cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh này trong đầu? Làm sao mà nói ra được? Đúng không các bạn? Hay là get stuck in traffic là bị kẹt xe. Các bạn kẹt xe các bạn nhớ ngay cái từ traffic jam, đúng không? Traffic jam, nếu muốn dùng cái từ traffic jam mà thể hiện cái ý kẹt xe là phải nói kiểu khác. Ví dụ như là get stuck in a traffic jam. In a traffic jam thì được Tại vì cái traffic jam đó là cái vụ kẹt xe mình bị stuck in a traffic jam thì mình bị kẹt trong cái vụ kẹt xe đó. Còn in traffic là không cần a traffic tại vì traffic là danh từ không đếm được. Thì mình chỉ cần nói là get stuck in traffic thôi nó đúng cái cách để thể hiện cái ý là bị kẹt xe. Như vậy thì cấu trúc này mới là đúng. Vậy bạn có cấu trúc này trong đầu không? Nếu chưa có thì lúc bị kẹt xe không nói được đâu. Luyện kiểu gì, luyện kiểu gì mình không biết cách nói mà người ta nói mình cũng đâu có hiểu đâu mà luyện các bạn Cho nên luyện là học Hồi nãy giờ hai cái học rồi, một cái là từ mang thông tin, thứ hai là rút cấu trúc ra, đúng không? Rồi, it took me two hours to till... Đây là cấu trúc bắt đầu câu nè các bạn, còn ở trên là cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh Đây là cấu trúc bắt đầu câu It took me two hours to till... Giống như trong một lần tôi có nói it took me two hours To record this video có nghĩa là nó, nó làm tôi mất 2 giờ liền để làm cái gì đó thì cái cấu trúc này muốn diễn đạt cái ý là nó làm cho mình mất bao nhiêu thời gian để làm cái gì đó nha các bạn muốn nói nó làm tôi mất bao nhiêu thời gian để làm cái gì thì cấu trúc này Các bạn ơi có hàng trăm hàng ngàn cấu trúc bắt đầu câu có hàng ngàn cái cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh mình có trong đầu bao nhiêu các bạn có trong đầu chỉ có mấy cái thôi tại vì hỏi cái gì cũng không biết thì luyện nghe làm gì luyện nói làm gì không có luyện được đâu trừ khi các bạn có trong đầu rồi mới đi luyện được nha các bạn như vậy thì rút ra trước hay là cái cuối cùng I don't know for sure là tôi không có biết chắc về cái gì đó tôi không có biết chắc về cái gì đó đây cũng là một cấu trúc bắt đầu câu nha các bạn như vậy thì cái đầu tiên á là rút ra từ mang thông tin đúng không để làm chi để học thứ hai rút ra cấu trúc bắt đầu câu hoặc là cấu trúc uh, diễn đạt ý hoàn chỉnh để làm chi để học nữa à, rồi xong với cấu trúc này đó là các bạn bắt đầu uh, triển khai nó khai triển nó ví dụ như get stuck in traffic cái tôi nói là à tôi liên tưởng lại xem một last night i got stuck in traffic last night i got stuck in traffic à, thì lúc đó mình có thể nói được một câu rồi à, hay là mình nói là ah, i will be leaving soon i'm afraid of getting stuck in traffic tôi sẽ rời khỏi đây sớm bởi vì tôi sợ bị kẹt xe lắm thì đó đó tôi vừa tưởng tượng ra hai cái tình huống hai cái ngữ cảnh mà tôi dùng get stuck in traffic là tôi luyện trước đó các bạn yeah. thì triển khai có nghĩa là với mấy câu như thế mình rút ra được bao nhiêu cấu trúc đây cái bắt đầu mình ngồi mình liên tưởng cấu trúc này sử dụng trong ngữ cảnh này thì nói làm sao sử dụng trong ngữ cảnh kia thì nói làm sao những ngữ cảnh mà mình đã rơi vào thì bây giờ cần phải diễn đạt thành câu như thế nào đó là khai triển cấu trúc các bạn nha các bạn bây giờ mình đến cái tiếp theo bí quyết thứ ba là luyện phát âm cho dù các bạn nói là các bạn có từ ở trong đầu, các bạn có từ ở trong đầu, các bạn học từ, các bạn biết rồi, các bạn ôm từ điển, các bạn học luôn nhưng mà phát âm không đúng thì làm sao các bạn? Tại vì đó, âm là cái nó giúp cho mình nghe để nhận ra được. Người ta nói cái từ đó nhưng với cái âm khác bạn có nhận ra không? Tại vì trong đầu của mình mình đang phát một cái âm khác. Như vậy thì cái cách hiểu của mình đối với cái từ đó, cái cấu trúc đó, cái cụm đó là cái âm như thế. Khi một người bản xứ đến, họ dùng một cái âm khác với những cái gì mình đang hiểu trong đầu thì họ nói cái âm nó lạ quá. Liệu các bạn có nhận ra đó là cái từ cái cụm hay là cái ý mà mình biết hay không các bạn? Hoàn toàn không nha. Cho nên á, nếu các bạn phát âm nó khác với bản xứ thì lúc đó đó bạn nghe không ra đâu. Như vậy thì bạn luyện nghe để làm gì trong tình huống này? Lúc này đó là bạn luyện làm sao để cái từ đó bạn đã phát được cái âm đó trong đầu? Đây cũng là lý do vì sao mà mỗi khi người ta dạy mình gọi là luyện nghe đó, người ta lại dạy phát âm là như thế. Không tin bây giờ các bạn thử dừng clip này lại, thử đi tìm xem tất cả các giáo viên khác dạy luyện nghe có phải là họ đang dạy phát âm cho các bạn không? Nếu như vậy thì đó là phát âm, nhưng mà họ thiếu một cái vô cùng quan trọng. Lát nữa tôi sẽ nói với các bạn. nha Như vậy thì luyện phát âm là cái bí quyết thứ ba chú trọng nguyên âm là cái đầu tiên ví dụ như người ta nói câu là I need a seed nào thì các bạn hiểu như thế nào I need a seed I need a seed người ta đâu nói là I need a seed người ta đâu nói như thế các bạn ta nói I need a seed seed need nha yeah. có nghĩa là người ta dùng cái âm dài mà mình lại dùng âm ngắn yeah. người ta dùng cái âm này mình dùng cái âm kia thì lúc đó người ta nói I need a seed I really need a seed here hay là người ta nói uh, let me tell you a little about myself. Let me tell you a little about myself. Let me tell you a little about myself. Thì các bạn nghe được cái cái tôi mới vừa nói không các bạn? Let me tell you a little about myself. Let me tell you a little about myself. Tại vì đó có những thứ tôi không cần phải nói chậm. mà a little about, little about, little about. Cái chữ a little about là cái 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 từ những cái từ không có mang thông tin gì cả cho nên tôi đâu có cần phải nhấn mạnh cái từ không mang thông tin let me tell you a little about myself little about little about myself thì cái người nghe mà luyện trước có nghĩa là người ta có cái này trong đầu rồi thì người ta không quan trọng đến cái đó nữa nghe cái âm của little nghe cái âm của about thì cái người kia nói cho dù cái giọng có hơi lạ lạ thì mình vẫn nghe được với điều kiện là mình có trong đầu rồi cơ bản là mình không có trong đầu các bạn không có trong đầu như vậy thì đó cái nguyên âm á, mà mình không làm được little mà mình nói là little mình nói là lit little little người ta nói là little 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 about little about little about, little about. mình nói là little about người ta nói little about little about little little little, little, little about thì làm sao các bạn nghe được cho nên đó là đó là cái âm mình có trong đầu mà đặc biệt là nguyên âm nha các bạn. Cái thứ hai là tất cả các âm chứ không phải là âm cuối. Tại vì đó cái người bản xứ đó người ta nghe mình nói chuyện mình hay thiếu cái âm cuối đúng không? Cái dễ nhận ra nhất là thiếu âm cuối. Cái bắt đầu đó người ta từ cái sự kiện đó đó À, cái sự kiện đó nó cũng khá là phổ biến à, rộng rãi khắp cả nước đúng không? Cái bắt đầu đó người ta lên một cái chương trình là dạy cho người nước ngoài giống như mình là một cái điểm người ta nhận ra là thiếu âm cuối. Thế là cái âm cuối đấy là cái thứ mà được nhấn đi nhấn lại trong các tài liệu hàng lâm là thiếu âm cuối là thứ mà người nước ngoài như mình mắc lỗi. Nhưng mà không phải các bạn là tất cả các âm, tất cả các âm Lát nữa tôi lấy cho các bạn ví dụ về tất cả các âm như thế nào có nghĩa là âm đầu, âm giữa và âm cuối phải đúng. Đặc biệt là các cái phụ âm đứng liền nhau nó có 2 3 âm đứng liền nhau cùng lúc mà mình chỉ chú trọng âm cuối mà mình bỏ đi những phụ âm đứng trước đó thì coi như mình sai hết rồi. ha Cho nên là cái việc mà người ta quan sát, người ta thấy chỉ một góc nhìn rất là nhỏ góc nhìn hiển nhiên quá đó cái người ta tưởng là như thế thế là người ta dạy mình chỉ có âm cuối và nó làm cho mình lầm tưởng á là mình bỏ qua được những cái âm còn lại được nó cho nên là nó dẫn mình đến sai lầm cái thứ ba đó các bạn là để ý chỗ có các uh, nối âm ví dụ như tôi nói là uh, a little about a little uh, little about tôi đâu có thiếu âm nào đâu các bạn chỉ có điều là tôi nói nhanh và những cái âm ngắn đó âm ngắn tôi nói rất nhanh cho nên nó tự động nó nối lại với nhau cái chữ a little about a little about mà tôi không có nói rõ nói chậm như thế mà tôi nói a little about little about little about little about thế thì đó các bạn lại không nhận ra chỗ đó tại vì bình thường mình không có chỗ đó nha các bạn để tôi lấy cho các bạn ví dụ để cho các bạn tham khảo. Seat, seat là chỗ ngồi đúng không? Ngồi xuống là sit, I, sit, sit, seat, e, si, seat đúng không? Âm giữa là âm i dài còn này là i ngắn. I, sit, 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 seat, sit, sit, sit. seat, sit sit. sit, sit khác nhau nha các bạn. Như vậy thì âm giữa đấy là nguyên âm đấy các bạn. Cho nên nếu các bạn không chú ý đến nguyên âm thì hai cái từ này các bạn nhầm lẫn liền. Sao nữa? Seed. Seed. Âm cuối là âm d, còn âm cuối này là âm t. Seed. 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 Cho nên là nếu các bạn không phân biệt âm cuối, ha, không có âm cuối để tạo sự phân biệt thì người ta có hiểu cái từ này là từ hạt giống và cái từ chỗ ngồi không các bạn? hay là đó cái âm đầu đây là sheet 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 âm sờ dài còn âm này là sờ ngắn sheet sheet âm giữa vẫn là âm y dài như các bạn y sheet sheet vậy thì âm đầu đúng không âm đầu rồi cái này đó âm đầu là sit 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 seat seat sheet Sheet Seat sheet, Nha các bạn Thì đó phân biệt âm đầu âm giữa âm cuối Nói đúng ra là phát tất cả mọi âm có trong cái từ đó Trong vòng một hơi mà khi phát đúng âm rồi Thì nó vẫn chưa có đủ đâu tuy nhiên á Nó là cái tiền đề cho một cái việc khác Có nghĩa là cần phải phát đúng âm trước nha các bạn cần phải phát đúng âm Chữ Fine các bạn nói là âm five, five, thank you, âm five, five, thank you. Thì các bạn nói chữ five chỉ nói cái âm đầu và âm giữa thôi. Đúng không? Còn cái âm n cuối này các bạn bỏ mất tiêu rồi. Nó phải là fine, 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 fine. Đúng không các bạn? Rồi âm cuối này five, 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 five. My son is five years old. My son is five, five years old. Five years old, five years old. He's fine, he's fine, fine. He's five, he's five, he's fine, 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 fine. fine. Anh ấy cậu ấy hay là chú nhóc khỏe à, ổn. Còn này là he's five, Anh, cậu ấy 5 tuổi. He's fine là cậu ấy khỏe. He's five khác nhau rõ ràng nhé các bạn. Hay là find fine, no, người ta nói có âm cuối xong cái mình nói là find 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 bỏ mất âm n lẽ ra nó phải là find âm n là đến đây nè find, find 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 là các bạn âm cuối nè nhưng mà trước đó có một âm nữa cho nên là các bạn đâu thể chỉ chú trọng đến âm cuối đúng không là tất cả mọi âm như các bạn Vậy thì trong từ này cũng vậy. It. Nhiều giáo viên cũng đọc là is 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 chỉ là âm đầu và âm cuối thôi mất tiêu âm t ở giữa rồi. Âm t phải là một âm là lưỡi đưa lên vị trí của âm t chặn hơi lại. It. Rồi cái hơi bị chặn đấy xì ra mess. It's, It. It's. Hay là let's. 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 Dưới này các bạn nối âm a lot of, a lot of. Những cái cụm từ thế này là người ta nối âm sẵn trong đầu luôn rồi Chứ không phải là học từ đơn lẻ Tại vì nó luôn luôn đi với nhau A lot of hay là all of us All of us Là tất cả chúng tôi All of us, all of us, all of us, all of us here All of us here All of us here, of us here want to go Tất cả chúng tôi ở đây đều muốn đi All of us want to go We, we want to go, all of us want to go uh, Là tất cả chúng tôi đều muốn đi All of us, most of us most of most of us of us of us âm này là âm v most of us most of us tất cả chúng tôi all of us tất cả chúng tôi most of us là hầu hết chúng tôi a lot of a lot of a lot of people a lot of people here a lot of people here a lot of people there a lot of people a lot of people i saw a lot of people when i was there i saw a lot of people when i was there tôi thấy rất nhiều người khi tôi ở đó i saw a lot of people when i was there A lot of people, a lot of people, có nghĩa là người ta đâu có nói a lot of people, đâu có chậm như thế. Nhưng mà các bạn có âm a lot of thì các bạn sẽ nghe được. Yeah. Như vậy thì âm là tất cả mọi âm, tất cả mọi âm, đặc biệt là nguyên âm và mọi âm còn lại nha các bạn. Yeah. Bây giờ mình qua bí quyết tiếp theo. Bí quyết tiếp theo đó các bạn là lặp lại để biến thành vốn lặp lại để biến thành vốn là sao các bạn? Cái ý mà tôi nói nó biến thành vốn ở đây đó các bạn là nó biến thành cái vốn từ, vốn cấu trúc, vốn câu trong đầu mình. Vốn là sao là cái đó là của mình rồi. Giống như người ta thường nói là học xong rồi trả cho thầy đó. Tại sao lại như thế các bạn? Là bởi vì nó không nó chưa thuộc về của bạn bạn xong bạn trả cho thầy có nghĩa là trong đầu của bạn không còn lại gì cả có nghĩa là bạn chưa biến những cái mình học đó, nó thành cái vốn trong đầu mình mà vốn trong đầu mình là sao mình có thể mở miệng ra nói bất kỳ lúc nào nó giống như tiếng việt vậy đó mỗi khi bạn mở miệng ra là nói được liền mình đâu có cần suy nghĩ để tìm câu nữa đâu các bạn bởi vì câu gì mình cũng có rồi từ gì mình cũng có rồi lâu lâu đó mình muốn diễn đạt một thứ gì đó mà mình quên từ đó quên từ trong tiếng việt đó các bạn thì lúc đó có phải là mình ngập ngừng không mình chần chừ không mình không biết là chọn cái từ nào cho hợp lý không tại vì lúc đó mình quên đúng không còn nếu như đó mình nhớ hết trong đầu nó biến thành vốn rồi nó biến thành cái tự nhiên rồi thì mình chỉ cần mở miệng ra mình mô tả cái dòng suy nghĩ của mình thôi thì lúc đó đó mới gọi là vốn các bạn nha như vậy thì hiểu cấu trúc đó nó nó trở thành vốn của mình rồi đó thì các bạn khi lắng nghe đó các bạn sẽ không cần lắng nghe từng từ nữa tại vì chỉ cần nghe người ta dùng đúng cái điểm đó trong cấu trúc là lập tức à mình hiểu ngay là người ta đang dùng cái cấu trúc đó mà cấu trúc đó có nghĩa là gì là mình có trong đầu rồi có trong đầu rồi là hiểu ra ngay lập tức mà không cần phải nghe toàn bộ từng từ trong câu vậy thì cái hiện nay các bạn đang nghe là gì? Các bạn lắng nghe từng từ trong câu cho dù người ta dùng cấu trúc gì, có hai ba cấu trúc trong câu, các bạn vẫn muốn lắng nghe từng từ. Thậm chí cái chữ to nối giữa hai động từ mà người ta nói là t t t. Cái các bạn nói là, ủa nói cái từ đó là từ gì ta mà sao nói gì mà cứ ờ ờ không vậy mà nó không rõ. Không, đừng có nghe cái đó các bạn. Giữa hai động từ nó là chữ to thôi. Người ta nói cái gì thì vẫn là cái điểm đó đó, là điểm ngữ pháp thôi. Mình đâu cần chú ý. Tại nó thuộc về cấu trúc mà, cho nên khi chúng ta hiểu cấu trúc đó là tự nhiên chúng ta nhận ra ý liền. Vậy thì biến cấu trúc thành vốn của mình có nghĩa là mình biết cái cấu trúc đó sử dụng làm sao ha, cái cấu trúc đó cụ thể nó bao gồm những thành phần gì và nó mang nghĩa gì nó thì lúc đó đó mình hiểu cái cấu trúc thì mình sẽ không không cần lắng nghe tất cả các từ nữa các bạn thì đây là một trong cái kỹ thuật luyện nói mà phải nói là số 1 tại vì nếu các bạn nghe mà không hiểu thì phải nghe từng từ thôi đúng không nghe mà hiểu cấu trúc thì lập tức chỉ cần nghe đúng vài từ mang thông tin thôi là tập lập tức bạn hiểu toàn bộ câu chuyện có nghĩa là các bạn vẫn thường khen là có người chỉ cần nghe vài từ là hiểu được toàn bộ cái ý của người khác là tại sao người ta đã hiểu những cấu trúc mà người kia dùng cấu trúc người ta đã hiểu trước rồi người kia dùng đúng cấu trúc đấy tự nhiên mang cái nghĩa đấy mà mình không cần phải lắng nghe hết mọi từ vậy thì trong câu mười mấy từ đôi khi nghe ba bốn từ là đủ rồi đó mới là luyện nghe nha các bạn và cái thứ hai đó chỉ cần lắng nghe cái từ mang thông tin có nghĩa là hai cái này là cấu trúc cấu trúc thì cấu trúc bao gồm cấu trúc bắt đầu câu và cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh ha các bạn nhớ không cái thứ hai là các từ mang thông tin gồm danh từ động từ chính tính từ trạng từ và phủ định bao nhiêu đấy là bạn biến thành vốn của mình có sẵn vốn trong đầu rồi người ta nói gì cũng nghe ra nhưng có vốn thì đủ chưa các bạn cái bước lúc nãy là gì là phát âm đúng không các bạn phát âm phải giống nữa thì mình nghe ra ngay từ lần đầu mà không phải vất vả không phải ngồi suy diễn tại vì âm giống nhau mà giống như tôi hỏi How are you các bạn nghe được liền tại vì cái này quen quá mà đúng không đó các bạn để tôi lấy ví dụ cho các bạn xem ví dụ như là I uh, had been I'd been I've been waiting for you for two hours but you didn't come lấy cái vế trên thì các bạn I've been waiting for you for two hours been waiting for you for two hours. Tôi nghe chữ been và động từ thêm in là tôi biết người ta đang dùng cái thì perfect rồi. Tôi không cần nghe phía trước luôn các bạn, không cần cần nghe phía trước nó là gì luôn. Chỉ cần nghe chữ been cộng với động từ thêm in là người ta đang dùng perfect continuous. Mà perfect continuous là diễn tả cái gì? Diễn tả một cái sự việc gì đó xảy ra trong vòng bao lâu rồi cái gì đó xảy ra cái gì đó là gì là hành động hành động đó xảy ra là gì là đợi nè cái chờ đợi này nè xảy ra trong bao lâu thì lúc đó chỉ cần lắng nghe cái còn lại là thời gian thôi ở đây là two hours vậy thì tôi nghe chữ being cộng với động từ thêm in là tôi biết ngay người ta đang muốn diễn tả cái ý là cái hành động gì đó thì tôi chỉ cần lắng nghe đúng cái hành động thôi hành động đây là chờ đợi đúng không rồi cái còn lại là cần lắng nghe cái nữa là thời gian nó là từ mang thông tin như vậy thì tự nhiên tôi hiểu được câu này mà đâu có cần phải lắng nghe hết toàn bộ tất cả những câu mà người ta dùng các bạn đó còn cái cái này đó cái này thì nghe lúc nào cái này nghe lúc này nè các bạn but you didn't come but you didn't come tại vì người ta nói câu này chưa hết mà còn cái vế sau but you didn't thì ở đây là didn't thì ác hẳn chỗ đó phải là past perfect nha các bạn có nghĩa là đây chỉ có thể là quá khứ hoàn thành thôi tại vì cái này là quá khứ rồi mà cái kia đã đợi xong rồi mà anh này vẫn chưa đến đợi hai tiếng rồi mà vẫn chưa đến thì cái kia ắt hẳn là past perfect thôi các bạn là quá khứ hoàn thành nhưng nó thuộc về cấu trúc tôi đâu có cần hiểu đâu tôi hiểu ý rồi vậy thì đâu có cần lắng nghe đâu nhưng anh không đến you didn't come 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 à đó là động từ là từ động từ chính mang thông tin đúng không vậy thì ở đây cái phủ định tôi cũng cần nghe luôn với vậy thì các bạn đếm xem một hai ba bốn năm sáu từ sáu từ trong một đống từ này có nghĩa là trong một câu dài mình chỉ cần lắng nghe các từ mang thông tin này là hiểu rồi Đúng không? Như vậy thì trước đó các bạn phải có từ mang thông tin này trong đầu chứ Và các bạn có cấu trúc này trong đầu và mới hiểu chứ Đúng không các bạn? đó cho nên nếu các bạn không có mà cứ ngồi luyện nghe hoài thì các bạn sẽ rơi vào cái việc là cố nghe từng từ mà các bạn không biết kỹ thuật đúng của nó cho nên á những người mà dạy phát âm đó thì tốt nhưng mà đó không phải là luyện nghe nha các bạn mà là luyện phát âm luyện phát âm nhưng mà họ thiếu một cái gì họ thiếu một cái gì là các bạn tưởng đâu các bạn nghe ra rồi cái các bạn á, quên một cái là phải biến nó thành cái vốn của mình biến thành vốn của mình. Cái chỗ đó mới là sai đó các bạn. Không biến thành vốn, ngày mai nghe lại quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu xong cái mình nói là ô cái này mình nhớ mang máng rồi mà ta sau cái này là cái gì quên rồi ta. Đ đôi khi khoảng chừng 1-2 phút sau mình nói à, à, cái này là nghĩa đó. Người ta đã đi tới đâu rồi mình mới à ngay tại chỗ này. Thì sao các bạn? Mình ngồi im thôi. Người ta lại nói tiếp thôi. Thì mình giống như là người không biết nghe không biết nói thôi. Có nghĩa là người ta đi đến đâu rồi mình mới hiểu cái số 1, số 2 của người ta. Đúng không các bạn? Thì đó, luyện nghe theo kiểu đó là cuối cùng nó đưa mình vô cái bẫy là nghe từng từ mà chưa kể là mình lại thiếu cấu trúc nữa các bạn. Cấu trúc bắt đầu câu, cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh câu nha. Chính cái cấu trúc nó mới giúp mình nghe là nhận ra ngay bên cạnh cái việc là phải có từ mang thông tin ở trong đầu rồi mà có từ trong đầu là biết cách dùng nó biết cách kết hợp nó biết cách gắn nó vào các cấu trúc để hình thành rồi bởi vì sao bởi vì trước đó mình đã triển khai ra nhiều câu khác nhau rồi hey các bạn đó mới là luyện nghe các bạn ví dụ như I got caught in the rain and I had a fever I got caught in the rain and I had a fever người ta nói là caught in the rain mình không cần nghe chữ I got này luôn Tại vì cái chữ này là get caught hoặc là be caught nó thuộc về cấu trúc, cho nên nghe cái caught rồi nghe chữ rain là lập tức a à, bị mắc mưa. Caught rain, hai từ mang thông tin thôi, còn cái câu dài kể nó tại vì cái cấu trúc này tôi biết rồi. Tôi biết rồi cho dù người ta dùng đây là I was caught in the rain hay là I got caught in the rain thì tôi cũng biết cái từ caught và từ rain này là nó đang thể hiện cái cấu trúc là mắc mưa rồi. Vậy thì có cần nghe nguyên câu không các bạn? Hoàn toàn không là do tôi có cấu trúc rồi. Nhưng á, ví dụ như cái từ rain này, các bạn đọc là rain, rain đi. Rain tiếng Việt đi. Trong khi người ta đọc là rain, rain. Tại vì âm giữa nó là âm ế e. e, rain, 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 in the rain. I got caught in the rain, in the rain, in the rain, in the rain, in the rain. Chữ rain người ta không thèm lên giọng, mà người ta chỉ cần nhấn mạnh cái hơi thôi người ta nói như thế thì các bạn nhận ra không tại vì các bạn nói ren người ta nói là rèn 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 nó khác nhau xa quá các bạn như vậy thì các bạn có cái từ này trong đầu là phải luyện phát âm cho đến lúc mình phát âm giống như người ta giống là làm sao mình, mình nhìn vô từ mình nhìn vô phát âm mình cố gắng nắng nót mình đọc một cái đúng vậy là đúng không các bạn chưa chưa chỉ khi mình nói một cách à, tự nhiên vô thức mà mình đã phát đúng âm rồi thì xem như âm đó mới đã có sẵn trong đầu của mình rồi các bạn. Nếu như mình nói vô thức mà mình đang xài âm sai, có nghĩa là trong vô thức của mình, á quán tính cũ của mình, đó, thói quen cũ vẫn là âm sai. Còn cái âm đúng là phải nhìn và phải thật là cẩn thận đọc mới đúng. Thì lúc đó âm mới nó chưa thành phản xạ của mình đâu. Muốn thì sao? Biến nó thành cái vốn. Mà muốn biến thành vốn thì sao? Đọc lặp đi lọc lặp lại hàng trăm lần các bạn từ nào mình sai âm nào mình sai lặp đi lặp lại hàng trăm lần đặc biệt là những cái chỗ nối âm mà luôn luôn nối đó là mình cứ cố gắng mình tập a lot of a lot of all of us all of us most of us nó phải mở miệng ra là nói được liền như thế nha các bạn như vậy thì âm phải giống mình nghe mới nhận ra chứ còn cái từ mình có rồi âm nó lạ quá người ta nói mình cũng không biết đâu đó, cho nên người ta dạy mình luyện nghe là người ta dạy mình phát âm đấy đúng không? Nhưng mà thiếu một cái quan trọng là mình biến nó thành vốn của mình nha các bạn. Cấu trúc tiếp theo I'm still running a temperature now. Run a temperature. Tôi nghe chữ run, không biết người ta nói running hay là cái gì. Miễn nghe cái chữ run và nghe chữ temperature là tôi biết ngay người ta đang bị sốt rồi. Run a temperature là bị sốt các bạn. Cho nên là tôi đâu có cần biết tất cả những cái từ phụ này nó thuộc về cấu trúc mà to run a temperature i'm still running a temperature tôi nghe người ta nói là running là tôi biết người ta đang dùng cái thì tiếp diễn là nó thể hiện cái ý là đang cái gì đó rồi đang cái gì đó rồi còn cái câu i'm still running nó là từ phụ thôi nó thuộc cấu trúc mà các bạn đúng không vậy thì cái cấu trúc mà be cộng với in đó tôi nghe người ta dùng in thì nó cái bắt đầu tôi nhớ lại à phía trước họ đang dùng gì có chữ bin không có chữ pin là cấu trúc trên còn không có pin mà I am I was gì đó thì đúng là cái thì tiếp diễn thôi các bạn chứ không phải là hoàn thành tiếp diễn nha thì tiếp diễn thôi là nó đang diễn đạt à người ta đang bị cái gì đó còn cái này là là cái gì đó đang diễn ra trong vòng bao lâu rồi là đếm thời gian bao lâu rồi còn cái này là đang diễn đạt cái đang diễn ra thôi đúng không? Thì cấu trúc nó có nghĩa như thế. Run a temperature là đang bị sốt, đúng không? Tôi biết cái này luôn rồi, tôi không có đoán nữa. Còn các bạn nó à, nó nói temperature là gì ta? Xem temperature là nhiệt độ hả? Rồi sao nó nói run nhiệt độ ta? Làm sao ta? Hay là nó đang chạy nhiệt độ làm gì? Hay nó chạy nó bị nóng? Hay, hay là nó chạy xong rồi người nó nóng nó đổ mồ hôi Bạn cứ ngồi suy đoán như thế là chết rồi Cho nên đó, là biết cái cấu trúc run a temperature là đang bị sốt hay là cấu trúc bên dưới have a headache, have a headache, cái từ mang thông tin là headache, headache phía trước nghe chữ have là biết cấu trúc là a à, bị bị nhức đầu, bị đau đầu, nghe các bạn ra cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh đấy, and my head is spinning, cái động từ spin là quay quay gì nè các bạn my head, tôi nghe cái chữ head và tôi nghe chữ spinning, à đầu đang bị quay là cái đầu mình bị quay đó các bạn, cái đầu mình cảm thấy là mình nhắm mắt lại cái đầu mình nó cứ xoay vòng vậy nè. Thì mình thường bị nhức đầu nó kèm theo cái việc spinning ha. Đó, thì my head spinning là cái spinning là tôi đang biết nó là thì tiếp diễn rồi là đang rồi. Còn người ta nói những cái từ phụ kể người ta. Cho nên chỉ cần lắng nghe một vài từ chính thôi và lắng nghe cấu trúc thôi là tự nhiên hiểu được hết mọi cái các bạn. Đó, đó mới là bí quyết nha các bạn. Bí quyết sau cùng nè, bí quyết sau cùng giống như người ta nè, người ta những cái người mà đang dạy à, luyện phát âm cho mình đó Luyện phát âm xong cái người ta kêu mình nghe liền đó, nhưng mà không được các bạn Các bạn á, à, biến mọi cái thành của mình rồi, từ thành của mình nè, cấu trúc thành của mình nè, âm thành của mình nè Lặp lại liên tục đủ nhiều nè, 200 lần cho một từ một câu hay một cụm là tối thiểu nè, để nó biến thành cái vốn của mình nè biến thành cái vốn có nghĩa là nói tới lui xuôi ngược gì mình cũng biết nói trong đầu rồi lúc đó bắt đầu bật lên nghe lại bật lên nghe lại thử xem mình nghe thử xem coi mình nghe được hết hay không tại vì mình có trong đầu là tự nhiên nghe được hết à các bạn tại sao mình cần phải làm như vậy bởi vì đó mình nghe một bài là tập một bài mọi cái nó có trong đầu thì mình tiếp tục luyện cái bài thứ hai đó bật cái bài thứ hai lên thì trong bài thứ hai nó bao gồm bao nhiêu từ bao nhiêu cấu trúc của bài cũ là mình có cần luyện lại nữa không các bạn không là mình nghe được hết luôn nghe được hết luôn rồi trong bài thứ hai có bao nhiêu cái mới mình cũng làm tương tự như thế biến nó thành cái của mình à, rồi xong rồi bước cuối cùng là nghe lại bài học nghe như thế nào nghe lại đến khi nhuyễn như cháu luôn cái chỗ nào mà vẫn còn vướng mắt có nghĩa là à chỗ đó mình bị sai đấy, âm bị sai đấy, hay thậm chí cái từ bị sai đấy, hay là từ đó mình chưa biết đấy. Thì nghe lại nếu cái gì mà vẫn chưa biết, lập tức dừng lại chỗ đó, lấy cái từ đó ra để học. Nghe cái cấu trúc đấy mà thấy lạ quá, dừng lại rút cái cấu trúc ra để học cấu trúc đó, biến nó thành nhiều câu khác nhau là triển khai cấu trúc đó các bạn lặp lại cho nó biến mọi cái thành cái vốn của mình trong đầu rồi bắt đầu bật cái bài lên nghe lại nghe cho đến khi nhuyễn như cháu à, và trong lúc nghe đọc theo để bắt trước cái chất giọng và tốc độ đọc theo để bắt trước chất giọng và tốc độ người ta đọc cái rồi đó trong cái thời gian mà người ta ngừng đó mình đọc lại câu đó ban đầu có khi các bạn đọc không kịp đâu người ta đọc câu tiếp theo rồi mình đọc còn chưa xong câu trước đó à, tuy nhiên đó mình nghe nhuyễn như cháo rồi người ta đọc một câu là mình lập tức mình đọc lại liền hay thậm chí trong lúc người ta đang đọc câu đó mình đọc song song luôn yeah. là lúc đó mới gọi là nhuyễn như cháo có nghĩa là bạn học bài nào nhuyễn bài đó để cái bài sau mà nó hiện ra đó thì lúc đó đó các bạn không cần học lại những cái cũ nữa thì cái những cái mới đó các bạn càng ngày càng ít dần càng ngày càng ít dần tại vì miễn nó mới là mình học cho đến nó biến thành cái của mình hiểu hết mọi thứ Thì càng ngày cái mới càng ít dần Chứ đâu phải bạn luyện nghe mà ngày nào cũng luyện nghe lại cái từ đó Mà không biết nó là gì mà vẫn luyện nghe là sao Như vậy đâu có hiệu quả các bạn Cho nên á, luyện nghe thì phải biến mọi cái thành cái của mình Cho đến khi á, mình nghe mà nó nhuyễn như cháo rồi Có thể lặp lại theo đúng cái chất giọng và tốc độ của người ta luôn thì lúc đó mới gọi là hoàn thành nha các bạn. Cái thứ hai nằm trong cái bí quyết luyện nghe là cái nội dung luyện nghe. Như vậy thì thường ngày đó mình được khuyên rất là nhiều thứ để mình luyện nghe hàng ngày, người ta khuyên mình nên nghe nhạc nè, người ta khuyên mình nên xem phim nè. Các bạn các bạn nên bỏ hai cái đó ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà nghe nhạc đó các bạn, nhạc là toàn là sử dụng cái thứ gọi là phi cấu trúc Có nghĩa là họ đôi khi họ phá vỡ cái cấu trúc đó nhằm mục đích là để viết cho cái bài nhạc nó hay hơn, cho nó có vần, có điệu, đúng điệu hơn à, Rồi sai ngữ pháp để làm chi? Thay vì là she doesn't thì họ, họ có thể dùng là she don't cũng được luôn Tại vì trong âm nhạc mà phá được nhưng mà trong âm nhạc đó có khi là các bạn nghe nhạc Việt Nam các bạn cũng biết. Đâu có phải là các bạn đọc cái bài nhạc đấy mà các bạn hiểu được cái bài nhạc nó nói gì đâu. Nhưng mà câu từ dùng trong bài nhạc đó nó nó cũng kỳ lắm. Trong bài nhạc thì nghe được nhưng mà lấy cái đó đem ra ngoài để nói thì gần như không nói được. Cho nên các bạn đừng tưởng là các bạn nghe nhạc là nó giúp ích cho mình trong lúc học tiếng Anh. Nghe để biết thì ok, tốt. Nhưng mà nghe để giúp ích học tiếng Anh thì không có được. Còn trong phim, Tại sao tôi không khuyên là lấy phim Khi các bạn giỏi rồi xem phim thì tốt Nhưng mà trong phim nói chuyện trên trời không hả à các bạn Có nghĩa là chuyện ở đâu đâu á Không có liên quan đến cái chuyện mà mình cần hàng ngày để học giao tiếp đâu Trừ khi các bạn giỏi rồi người ta nói về khoa học Người ta nói về mọi cái ở trên đời Mình nghe thì nó hữu ích Tuy nhiên là cái mình cần thường ngày đó Thì lúc mà các bạn xem phim đó một tiếng đồng hồ xem phim các bạn rút ra được có 2-3 câu, thậm chí dưới 10 câu. Thì các bạn học được gì trong một tiếng đồng hồ đấy chỉ có 10 câu là các bạn đáng để học thôi. Cái còn lại là không đáng là bởi vì sao? Câu từ nó xa xôi quá. Không phải là không hay. Nhưng mà diễn viên nói chuyện ở đâu á. Tình huống ở đâu á. Triết lý ở đâu á. Thì lúc đó bạn tốn một giờ xem phim. Chỉ để học có vài câu thôi. Nó có đáng không các bạn? Cho nên phim bỏ quan bên. Nhạc bỏ quan bên. Như vậy thì các bạn muốn luyện đúng không? Thì trước tiên á, là câu thông dụng và đàm thoại nếu các bạn chưa từng học câu thông dụng cho đủ nhiều câu đàm thoại cho đủ nhiều thì bây giờ cần phải học lại các bạn có rất nhiều câu tôi hỏi mà các bạn không biết nói làm sao đôi khi tôi đâu cần thử thách các bạn làm gì đâu tôi hỏi câu tiếng Việt này thì câu tiếng Anh nói như sao các bạn không biết đúng không câu kia cũng không biết câu nọ cũng không biết bạn đâu có biết nói những câu đó đâu mặc dù các câu này là các câu bình thường trong cuộc sống mỗi ngày mình đều nói nhưng nhưng như vậy thì các bạn làm sao giống như tôi nói là ôi trời hôm nay tôi vừa ra đường bị kẹt xe uh, bị kẹt xe mà khói bụi quá trời luôn mà tự nhiên trời đổ mưa xuống nữa cái hết chạy được luôn mà quên mang áo mưa luôn rồi bị mắc mưa mắc mưa xong về sốt bây giờ vẫn còn cảm thấy nóng nóng nè uh, đầu nó hơi bị nhức đầu một chút rồi uh, cảm thấy lo lắng là trong cái thời dịch này mình không biết phải làm sao đây là những câu bình thường những cái tôi vừa nói đó các bạn có thể nói tiếng anh được như thế không nếu các bạn nói được rồi thì coi như những câu từ bình thường đấy các bạn có rồi còn không các bạn phải rặn muốn chết luôn mới nói được những thứ đó là coi như chưa có như vậy thì đó phải nạp vào trong đầu nếu chưa có thì cho dù là câu đơn giản kiểu gì mình chưa có trong đầu thì lấy câu đó ra nạp vô trong đầu bằng cách lặp lại lặp lại vừa lặp lại vừa tưởng tượng cái tình huống mà câu đó được sử dụng lặp lại một hai trăm lần vài trăm lần cho một câu rồi lại lặp câu tiếp theo vừa lặp vừa tưởng tượng tình huống để làm chi cái câu đó đó nó map với cái tình huống để mình rơi vào tình huống cái câu đó nó hiện ra liền chứ không cần dịch nữa cái việc mà mình học câu trước như thế đó các bạn là mình có luôn từ nè mình có luôn cấu trúc trong đầu nè cái câu đó nó dùng cấu trúc gì mình cũng phải để ý mình rút cấu trúc đó ra nè rồi tập phát âm cho nó đúng nè khi mình có mọi cái đó trong đầu đó là nó thành cái vốn để đó mình cần là nói ra được khi người ta nói đúng câu đó đó mình nghe được hay là thậm chí mình tách ra từ và âm và cấu trúc khác nhau mà cho nên đó, người ta có nói những câu từ khác nhau mà ứng dụng lại cấu trúc đấy mình cũng hiểu người ta dùng từ đó trong tình huống khác mình cũng hiểu như vậy thì mình mới nghe được các bạn Yeah. thì đó bạn phải tìm câu thông dụng và đàm thoại. Cái thứ hai là video về đời sống hàng ngày trên youtube có rất nhiều video nói về những chủ đề đời sống hàng ngày, hay là nói về chuyện kinh doanh, hay là nói về chuyện làm ăn như thế nào, khởi nghiệp thế nào, vân vân, hay thậm chí là những video dạy luôn về học tiếng anh. người ta dạy về học tiếng anh, người ta nói về học tiếng anh thì lúc đó đó bạn có thể học trực tiếp các cái câu từ mà người ta dạy mình. Tuy nhiên là các video khác về cuộc sống á, thì nói nhiều hơn là cái nội dung học tiếng Anh. Ví dụ như tôi giảng cho các bạn các câu học tiếng Anh này, tôi chỉ nói các câu quanh quẩn trong cái nội dung tiếng Anh thôi, tôi không có dùng các câu bên ngoài. Như vậy thì đó, các câu bên ngoài nó nằm ở chỗ nguồn câu thông dụng và đàm thoại nè. Và các cái video về đời sống hàng ngày, 10 phút xem video thôi, 10 phút xem video thôi, nó bằng bạn xem 10 bộ phim. Tại vì 10 bộ phim bạn có khi học được có 100 câu à còn 10 phút video bạn học được hơn 100 câu. Các bạn thấy không? Như vậy thì tại sao phải xem phim hay là nghe nhạc để luyện tiếng Anh không có được như thế? Cái đó là tốt, cũng tốt, nice to have, nhưng mà đó không phải là thứ à, à, đúng là cái mình cần để cho luyện nghe các bạn nha. Vậy thì quay lại cũng có bạn hỏi tôi đó là lấy cái nguồn nào, dựa vào nguồn nào để các bạn có thể học được? thật tình đó là cái trăn trở của tôi các bạn hiện tại đó tôi có uh, 6 cái lớp học trên youtube mà tôi dự định là mỗi ngày tôi post một cái uh, lớp đó uh, thì trong 6 lớp đấy thì tôi thiên về các câu thông dụng và đàm thoại và trong lúc mà giảng giải các cái lớp đấy đó các bạn tôi có dùng cái bộ giáo trình là lan kiên đầm cái giáo trình đấy thật ra nó là một cái app và tại cái app đó đó nó chứa đủ hàng ngàn cấu trúc bắt đầu câu hàng ngàn cấu trúc gấp đôi cái số lượng cấu trúc bắt đầu câu nữa là các cái cấu trúc diễn đạt ý hoàn chỉnh và hàng ngàn từ vựng khác nhau nằm trong những cái khóa học đó để sau khi xong cái đó là mình có đến khoảng 10.000 câu từ và cấu trúc các bạn rồi bên cạnh đó nó cũng giúp cho mình đó là theo cái kiểu đàm thoại Người, thông thường hàng ngày người ta hỏi mình những câu gì và mình trả lời ra làm sao thì đó những cái luồng đó nó cung cấp cho mình đó một cái nguồn câu thông dụng câu đàm thoại vô tận rồi đó thì các bạn đôi khi theo tôi trong các cái khóa học này thì các bạn cũng gặt hái được nó từng lấy câu từ ít nhất là 10.000 câu từ các bạn bên cạnh đó tìm các video về đời sống hàng ngày à, trong Len Kiên Đầm nó cũng có cái mục là học qua video trong đó đó các bạn các bạn học cái video rồi bên dưới nó cho các bạn điều khiển bấm nghe từng câu được câu nào các bạn không nghe bấm nghe đúng cái câu đó nghe lặp lại bao nhiêu lần cũng được thì nó giúp các bạn xem video dễ hơn thì các bạn vào cái mục video trong Lan Kiên Đầm cũng được thì đó là cái trăn trở của tôi tôi làm một cái phương pháp tôi làm cái bộ giáo trình giáo trình đó nó là cái app và đồng thời tôi cũng giảng dạy mấy cái lớp học như thế trên YouTube này để từ đó đó các bạn biết cách phát âm, biết cách rút cái cấu trúc ra, biết cách ứng dụng cấu trúc để có thể triển khai thành nhiều thứ khác nhau. Đồng thời đó biết cách để học cái từ vựng làm sao, ghép với cấu trúc làm sao và sử dụng cái bộ giáo trình lan kiên đầm đó để nó đi theo suốt mình từ cái cơ bản cho đến nâng cao luôn các bạn. Các bạn vừa nghe xong bật mí của tôi về bí quyết luyện nghe cả đời của tôi. Nó giúp cho tôi giỏi tiếng Anh được. Nó giúp cho tôi nghe được tiếng Anh để hiểu tiếng Anh. Nó cũng giúp cho tôi giao tiếp được tiếng Anh bởi vì những cái bí quyết như thế này nè các bạn. Tôi tin là nếu các bạn theo cái cách này, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Các bạn có thể giỏi lên được. Và đồng thời các bạn cũng tránh được cái manh muốn tránh được cái sai nó giúp mình tiết kiệm thời gian các bạn khi các bạn làm mà sai thấy hay ấn tượng làm theo nhưng mà cuối cùng nó nó không dẫn mình đến đâu các bạn thử xem từ trước đến giờ học bao nhiêu lần cũng luyện bao nhiêu lần mà cuối cùng nó không dẫn mình đến đâu không tiến bộ một chút nào thì có nghĩa là bạn phải suy nghĩ lại về cách làm của mình nếu các bạn làm đúng theo cách này tôi cam đoan là các bạn sẽ giỏi chắc chắn là như thế các bạn bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh hãy đăng ký bằng cách bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe nha các bạn bấm like vào video này giúp tôi và giới thiệu cho nhiều người cùng xem cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo